Hello, xin chào tất cả mọi người, là mình Support Hùng đây. Và bên Hùng thì mới về rất nhiều mẫu giày cầu lông Li-Ning chính hãng sách tay, hàng nội địa Trung Quốc, rất là ngon và khuyến mại lên đến 40-50%, thậm chí là 55%. Và Hùng sẽ nhanh chóng gửi đến mọi người trong cái video này. Và không mất thời gian mọi người nữa thì bây giờ Hùng sẽ bắt đầu gửi đến mọi người mẫu giày đầu tiên. Xin giới thiệu với mọi người mẫu giày cầu lông Li-Ning AITM037, giá gốc là 499 tệ. Đây là hàng nội địa Trung Quốc, tất cả các mẫu hôm nay Hùng giới thiệu mọi người đều là hàng nội địa Trung Quốc xách tay nha mọi người. 499 tệ tương đương với khoảng 1.800.000 tiền Việt theo tỷ giá hiện tại. Đợt này Hùng nhập tỷ giá nó cũng hơi cao. Và đây là mẫu giày của chúng ta. Đây là mẫu giày có màu sắc rất là nhã nhặn và đặc biệt là dòng đế này rất là trâu bò và hầm hố, rất thích hợp cho anh em cày nền sân bê tông. Dĩ nhiên đã đi được sân bê tông thì bất cứ nền sân nào khác thì đều có thể chơi rất là ok. Chơi sân thảm, sân bê tông, sân gạch, tất cả đều chơi rất là tốt. Mọi người nhìn cái đế của nó rất là dày và trâu bò. Đế này cày sân bê tông thì rất bền nha mọi người. Đấy. Mẫu giày giá gốc thì giá hiện tại là 1.800.000, sale chỉ còn có 820.000 thôi ạ. Ship 40 nữa là 860 nha mọi người. Với mẫu giày này thì không có size 42 nha mọi người, không có size 42, không có size 41.5, có size 39.5, tương đương với size 39 của hãng khác, có size 40, 41 và 43 nha mọi người. Một số nữa mỗi size cũng chỉ có kiếm được có 2-3 đôi thôi. Đấy, đế của nó trước tiên là dòng đế rất là châu bò, đế cao su kép rất là dày dặn. Đấy, tiếp theo là phần trên thì nó làm lưới da ép lên trên lưới, màu sắc thì rất là nhã nhặn. Cái lưới này thì nó rất là chắc chắn và nó cũng giúp cho đôi giày nhẹ hơn và thoáng khí hơn. Hùng cảm giác ở phần trên này thì phần chất liệu ở phía trên này nó rất là chắc chắn nhưng mà nó cảm giác nó lại kiểu hơi mỏng nhưng nó lại rất chắc chắn đấy mọi người, giúp cho đôi giày nó cải thiện được về vấn đề khối lượng, nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Đây ạ. Mẫu giày đầu tiên nha, AITM037 cho mọi người. Tiếp theo nữa là mẫu giày siêu hot của năm 2019 với giá gốc là 599 tệ. Đây là mẫu giày cao nhất trong video ngày hôm nay. Giá gốc là 599 tệ, tương đương với khoảng 2.050.000, 2.1 tiền Việt. Và mẫu giày này năm trước Hùng bán khuyến mãi sâu nhất là 1.3 và không có hàng để bán. Đây, mẫu màu xanh dương. Dòng đế mới năm 2019 của Li-Ning mới ra. Giày này vừa có thể đánh sân bê tông, sân thảm hay là sân gạch, nhưng Hùng thấy rằng nếu mà cái này chạy sân bê tông thì cũng hơi phí vì đôi giày rất là ngon. Đấy, dòng đế được làm theo chất liệu trong suốt và giảm chấn rất là tốt. Dòng đế có sử dụng các miếng nhựa để ổn định mặt đế, công nghệ chống xoắn ổn định mặt đế cũng như là hỗ trợ cho lực bật và giảm chấn cho mọi người. Về chất liệu giảm chấn chính của đôi giày này, nó sử dụng chất liệu Li-Ning Cloud. Đấy ạ. Chính là chất liệu màu đỏ này rất là đàn hồi. Cùng với đó nó sử dụng chất liệu đàn hồi, một lớp đàn hồi nữa. Đây hình như đây đều là hai lớp cloud nhưng mà nó có kiểu mật độ khác nhau ấy. Đây, dòng đế này đi rất là êm và đặc biệt là đôi giày này khá là nhẹ và ôm chân. Đôi này là giày này đi khá là ôm chân nên là nó chỉ phù hợp với những anh em nào chân kiểu bình thường, chân kiểu thon gọn thôi. Chứ những anh em nào mà chân kiểu bị bè thì sẽ không đi được đôi này nha mọi người. Chân bè thì sẽ không đi được đôi này. Đấy. Đôi giày phía trên thì sử dụng 100% là da. Da thì có hai lớp da, một lớp da này nhìn kiểu sợi giống như kiểu sợi carbon ấy, rất là hay, giống như kiểu họa tiết của sợi carbon. Phần này thì da này thì nó, một là nó giống như kiểu nó tạo họa tiết cho đôi giày ấy, cái đường da đen này này, và cái thứ hai nữa là nó tăng cái độ bền ở phần má cạnh. Đấy, miếng da ép lên đấy, tăng độ bền ở phần má cạnh, khi mà chúng ta phanh thì nó sẽ không bị bục giày. Đôi giày màu xanh dương, đôi giày bán cực kỳ chạy của năm 2019, 1.3 triệu, không có hàng mà bán. Bây giờ giá khuyến mãi của Hùng là
2,1 triệu chỉ còn 920.000 nữa. Ship 40 nữa nha mọi người. 920 thôi, mua được đôi giày này rất là đáng tiền. Có size 40, 41, 42 thôi ạ. Mỗi size thì chỉ có 2-3 đôi nha mọi người. Tiếp theo là mẫu giày mà Hùng bán chạy nhất từ đầu năm đến giờ luôn. Một tháng bán hơn 100 đôi, chỉ một mẫu giày này. Mẫu giày Leading ITN041. Giá gốc là 499 tệ, tương đương với khoảng 1 triệu 8 tiền Việt. Đôi giày này trông nó cũng rất là tinh tế và rất là đẹp. Màu vàng đấy mọi người. Màu vàng rất đẹp. Đôi này khách nhận hàng rất là ưng. Ai cũng ưng hết. Đấy. Dòng đế cũng khá là dày dặn. Đây, vẫn là miếng nhựa ở giữa. Đây, công nghệ Globalock. Công nghệ chống xoắn, ổn định mặt đế giúp hỗ trợ cho lực bật cũng như là sự giảm chấn. Các mặt đế của nó cũng làm được chất liệu chống mài mòn. Công nghệ chống mài mòn non-making. Đấy, đế của nó cũng khá là dày dặn với 3 lớp. Một là lớp mặt đế, hai là lớp giảm chấn này. Đấy. Tính đàn hồi nó rất cao. Ba là lớp giảm chấn trên này. Lớp giảm chấn trên này thì nó là công nghệ cloud rồi. Đây là biểu tượng của công nghệ Lightning Cloud. Công nghệ mà trứng thả rơi xuống không bị vỡ đấy. Công nghệ Lightning Cloud. Tiếp theo nó kết hợp, nó làm miếng nhựa này để giữ, một là giữ form giày, miếng nhựa hai bên giữ form giày. Cái thứ hai là giúp cho đôi giày nó nhìn độc đáo và nhìn sang trọng hơn. Đấy. Chữ Cloud đây chính là công nghệ chính của đôi giày này. Đôi giày này sử dụng chất liệu da phía trên là lưới vải dệt, nên giúp cho đôi giày đi vào chân sẽ cảm giác rất là dễ chịu, thoải mái và nó ép thêm da ở đây. Ép thêm da thì như Hùng nói đây là công nghệ túp tiếp, thì nó sẽ giúp cho đôi giày tăng cái độ bền ở mặt má, má xung quanh của đôi giày. Khi chúng ta phanh thì không bị bục giày. Đấy. Rất là thoáng khí và đeo vào chân cũng sẽ rất dễ chịu. Cùng với đó là mọi người có thể thấy mặt má trong này nó còn làm một lớp giống như kiểu cao su non. Và nó được làm nổi lên như này để giúp cho chúng ta hạn chế tối đa cái việc mà khi mà cái sự ảnh hưởng đến đôi giày khi mà chúng ta chạy và chúng ta lê chân. Ví dụ chúng ta đánh vừa tay phải thì chân trái của chúng ta nó sẽ bị mòn ở má cạnh này. Nó bị quệt xuống đất sẽ gây bị xước, thậm chí là rách cả da giày. Những trường hợp mà cố quá, mài kinh quá, có những trường hợp họ làm bị rách cả như này. Nhưng mà công nghệ nó giúp cải thiện cái điều đó. Đôi giày này thì form chân có hơi bè thì vẫn đi ok nha mọi người. Form chân có hơi bè thì vẫn đi rất là ok. Màu vàng rất là đẹp. Mẫu này bên Hùng bán cực kỳ chạy luôn. Nó là siêu hot luôn đấy. Đợt này Hùng kiếm thêm được mấy đôi thôi. Chỉ có size 41 và size 43 thôi nha mọi người. 1.750.000, 1.800.000 sale chỉ còn có 880k. Đợt này thì kiếm được rất là ít, 880k ship 40 nữa. Khách quen, khách hàng quen đã từng mua hàng bên Hùng rồi thì sẽ được miễn ship nhá. Với đôi giày này nhá, khách quen đã được mua Hùng, đã từng mua hàng bên Hùng rồi thì Hùng sẽ tạo điều kiện miễn ship cho. Đấy, còn khách mới thì vẫn ship 40 nhá. Hùng sẽ chỉ có những ưu đãi cho những khách hàng thân thiết, những khách hàng quen thôi. Bên Hùng có phân hạng khách hàng đấy mọi người ạ. Nếu mà mọi người đặt hàng bên Hùng càng nhiều thì mọi người sẽ được phân những hạng cao với những khách hàng VIP là mức cao nhất của bên Hùng. Với khách hàng VIP có khách hàng Gold, có khách hàng Silver, bên Hùng đều đánh dấu ghi lại thông tin của khách hàng và số lần mua, những sản phẩm mua hết. Đấy. Tiếp theo là một mẫu giày cũng rất là ngon. Mẫu giày Lightning ITM067 giá gốc 499 tệ. Đây là mẫu giày có màu sắc rất là bạc đặc biệt, nó là màu cam, rất là nổi bật. Đấy. Đánh cầu lông thì phải nổi bật đúng không mọi người? Đấy thì đây là một mẫu giày có màu sắc màu cam rất là nổi bật. Với họa tiết dằn di kiểu quân đội rất là hay. Đôi giày này thì có đặc điểm êm, nhẹ và rất an toàn chống lật cho chân. Đôi trước cũng vậy nhá. Đấy. Đôi này thì dòng đế này là dòng đế Hùng rất là ưng của hãng Linh. Nó rất là an toàn cho chân, mặt đế cũng làm cao su rất là dày dặn và chắc chắn, cây sân bê tông hay là
đi sân bê tông hay là sân thảm, sân nền gạch đều rất rất tốt, mặt đế rất là bám. Và đặc biệt đôi giày này nó sử dụng cũng là công nghệ Lightning Cloud lớp đỏ thôi, giảm chấn, đàn hồi cực kỳ tốt luôn. Đàn hồi mới đầu mọi người lưu ý nhé, cái chất liệu giảm chấn của Lightning nó rất là đàn hồi, nên là mới đầu khi mà mọi người vừa mới chạy 1-2 hôm đầu ấy, thì mọi người sẽ thấy là nó không êm mấy đâu. Nhưng mà mọi người mà càng đi lâu ấy, một thời gian khoảng tầm vài tuần một tháng, thì mọi người sẽ cảm thấy đuôi giày êm ra rất là nhiều, nó sẽ được cải thiện rất là nhiều. Đấy, dòng đế này đi rất là êm và nhẹ, tại vì Hùng đã từ năm 2017 khi dòng đế này nó bắt đầu ra thì Hùng đã đi từ đó đến giờ là Hùng toàn đi dòng đế này thôi. Đấy, một khi mà đã ưng rồi thì tính mình trung thủy, hiểu không anh em, tính trung thủy nên là đã ưng rồi thì không muốn đổi dòng đế khác. Đấy, đôi giày này thì form của nó cũng khá là gọn chân, khá là ôm chân. Anh em nào mà chân bè thì khả năng là hơi khó đi, đặc biệt là anh em chân dày thì không được đi được mẫu giày này, bởi vì ở cái phần trên này Hùng thấy là nó làm theo kiểu cho chiều cao này, nó làm cảm giác là hơi thấp hơn những đôi khác một chút. Chiều cao ở chỗ mũi giày thì chiều cao của đôi này nó sẽ bị hơi bẹt bẹt một chút, nên là anh em nào mà chân bị dày ấy, dày ở mu bàn chân ấy, thì không nên đi đôi này nhá, bởi vì chân hơi bè một chút thì vẫn có thể đi được, nhưng mà riêng về chân dày ở mu trên bàn chân này thì đi đôi này sẽ cảm giác nó hơi kích kích trên, khó chịu. Như anh em nào kiểu chân dày, chân mập mập ấy thì sẽ đi đôi này không hợp nhá. Đấy, còn màu sắc đôi này rất là đẹp, rất là độc luôn ấy, đi rất là gọn chân, đi rất là nhẹ và êm an toàn. Đấy, 1.750.000, 1.800.000 sale chỉ còn có 850.000 thôi, 850.000 ship 40 nữa. Đấy, ITM 067, Lightning ITM 067, màu sắc rất là độc. Chờ chút, Hùng còn 2 mẫu dịch nữa giới thiệu mọi người. Tiếp theo là mẫu giày Hùng đã từng đi và Hùng rất ưng, mẫu giày cầu lông Lightning ITM 081. Cho anh em xem hộp. Tất cả hàng chung nhá, là hàng nội địa Trung Quốc mà. ITM 081 giá gốc là 499 tệ nha mọi người, tương đương với khoảng 1.800.000 tiền Việt theo tỷ giá hiện tại. Đôi giày này là đôi giày nhẹ nhất trong video ngày hôm nay. Nó áp dụng công nghệ đế giống với cả công nghệ đế của đôi 067 cam vừa rồi. Đấy, công nghệ giống đế rất là nhẹ, êm và an toàn cho chân. Chân, phần chất liệu phía trên thì đôi giày này nó cảm giác là nó mềm mại hơn, và cảm giác đeo cảm giác nó sẽ thoáng hơn chân hơn đôi kia, nhẹ hơn. Chất liệu phía trên thì nó sử dụng hai kiểu chất liệu, mọi người có thể nhìn thấy như này. Đây là da. Da kiểu da như mọi người nhìn thấy đấy. Đấy. Và cái phần da này rất là mềm. Đấy, da mềm đeo vào chân cảm giác nó rất là dễ chịu. Nó rất là mềm, dễ chịu và có các lỗ thông thoáng ở đây. Đấy, miếng da này cũng rất là chắc chắn. Nhưng về phần độ chắc chắn của phần trên, phần da trên ấy, thì Hùng đánh giá là đôi 067 và mấy đôi trước thì tốt hơn đôi này. Đôi này thì cái phần da trên của nó cảm giác nó hơi mỏng một chút. Đấy là cảm nhận của Hùng thấy nha. Nhưng mà đi nếu trừ khi anh em mài kinh quá thì nó mới bị xước, bị ấy thôi. Chứ anh em chạy mà... Tại vì nó làm cái cạnh này mọi người có thể nhìn thấy. Nó làm cao lên ấy, thì nó cũng sẽ giúp hạn chế cái việc mình bị mài cái phần má trên này. Nhưng mà trong những cái trường hợp mà nhiều người di chuyển, thói quen di chuyển nó không tốt và bước di chuyển nó cố, nhiều khi nó vẫn bị mài. Đấy, tùy vào mỗi người thôi. Đôi giày này có họa tiết rất là đặc biệt, rất là đẹp. Nhìn đôi này bán chạy lắm mọi người ạ. Bán năm trước năm nay bán chạy rất ma luôn. Cứ về là hết. Hiện tại thì bên Hùng chỉ còn size 40 và size 43 thôi nhá mọi người. 40 và 43 thôi. Đấy.
Đôi này là Hùng thích nhất, nó nhẹ êm, cầm nhẹ bâng luôn, cầm nhẹ bâng luôn. Đấy. Thì khuyến mãi, đôi này khuyến mãi là 1 triệu 8, khuyến mãi chỉ còn có 820.000, ship 40 nữa là 860 nha mọi người. Tuy nhiên chỉ có size 40 và size 43 thôi nha. 41 hôm nay có một đôi cuối cùng bán nốt rồi. Và tiếp theo là đôi cuối cùng của ngày hôm nay và cũng là đôi khuyến mãi sâu nhất của ngày hôm nay, và đôi này là đôi mới về và rất rất là ngon nên không để cuối. Xin giới thiệu đến mọi người là mẫu giày cầu lông Li-Ning AITM 075. Giá gốc cũng là 499 tệ. Cũng hàng nội địa Trung Quốc sách tay, tất cả những mẫu hôm nay đều là hàng nội địa Trung Quốc sách tay. Đây là mẫu giày của chúng ta, mẫu giày màu tím than, rất là nhã nhặn, cũng rất là trẻ trung, màu tím than kết hợp xanh chuối. Đôi giày này sử dụng dòng đế Chenlong TD, dòng đế rút gọn của những bản đôi giày trước kia vận động viên Chenlong, tay vợt đơn nam hàng đầu cầu lông Trung Quốc sử dụng. Với dòng đế này thì mọi người có thể nhìn thấy đế của nó rất là dày và đế cao su kép đây. Đế của nó rất là dày, rất là trâu bò. Anh em chạy nền sân bê tông thì thoải con gà mái luôn. Chạy nền sân bê tông, nền sân thảm hay nền sân gì cũng cân tất nha. Đặc biệt là anh em chơi sân bê tông đôi này rất là trâu bò. Đấy. Về phần đế thì nó được thiết kế rất là dày dặn rồi. Tiếp theo nữa là nó làm cái phần cao cạnh này, cao chỗ này lên và chỗ này lên thuôn theo cái cạnh bàn chân, thì giúp cho chúng ta cảm giác đeo ở chân nó sẽ rất là ôm theo cái bàn chân, cũng như là nó giữ ổn định chỗ cái cạnh chân và cổ chân, thì giúp chúng ta chống lật rất là an toàn. Dòng đế này cũng hơi to một chút thì anh em là chân bè một chút cũng có thể, chân bè cũng có thể đi bình thường. Đấy. Về chất liệu phía trên thì nó sử dụng vải dệt trong theo kiểu vân này, rất rất là xịn nha mọi người. Khách nhận được hàng cực kỳ ưng luôn. Mấy hôm nay Hùng đã nhận được bao nhiêu feedback rất là tuyệt vời từ khách rồi. Tại cái thời điểm mà Hùng làm video này thì Hùng đã bán được khoảng hơn một nửa số hàng nhập về rồi. Làm video chỉ sau đó, khi mà Hùng đã đăng ảnh trước thì đã bán được rất là nhiều hàng rồi. Đấy thì vải dệt này rất là mềm mại, đeo vào chân sẽ rất là dễ chịu cũng như là rất là thông thoáng. Đấy, nó dệt các họa tiết mà màu xanh chuối, nó toàn dệt vân nổi rồi. Nhìn rất là xịn nhá. Tiếp theo nữa là công nghệ túp tít, công nghệ da này, da ép lên trên vải dệt. Đấy, nó gia tăng cái độ chắc chắn cho đôi giày ở phần phía trên. Đấy là công nghệ túp tít. Nó có ghi ở đây nữa. À đây là túp OS, túp OS là công nghệ, nhưng đây là công nghệ túp tít nha. Còn công nghệ túp OS này là công nghệ chống mòn má này. Nó làm cái này mọi người thấy nó làm nó cao lên không? Đấy, nó chống mòn má. Đế cao su chống mày mòn rất là trâu bò và dày dặn. Đấy, cái phần đệm gót của nó cũng rất là dày. Và cái màu của nó rất, nó làm theo màu đôi giày luôn. Đấy, đệm gót rất là dày, lót dày. Thì mình đây. Đó. Đây là đôi cuối cùng mà muốn gửi đến mọi người. Đây là đôi khuyến mãi sâu nhất nhưng mà cũng rất là ấn tượng nhất. Đôi này thường được bán ở trên thị trường toàn giá tầm 1 triệu 6 thôi mọi người ạ. Mã là Li-Ning AITM 075. Mọi người có thể tra trên mạng để biết. Hùng nói thật hay nói giả, đây là hàng nội địa Trung Quốc xách tay nữa cơ. Làm rất là tỉ mỉ, rất là đẹp. Đôi này thì cũng vẫn còn đủ size nhưng mà số lượng mỗi size thì còn rất là ít. Nếu mà mọi người may mắn gặp được, xem được cái video này thì mọi người liên hệ Hùng để đặt hàng ngay nhá. Đủ size, đôi này hiện tại đang còn đủ size. Nhưng mà hàng ngon thì sẽ không chờ một ai hết. 1 triệu 8, sale còn 780, nhưng mọi người thấy rằng nó kinh khủng như nào không ạ? Tại vì Hùng nhập được giá tốt thì Hùng bán cho mọi người giá tốt. Thực ra là bán đắt hơn tí nữa thì cũng vẫn hết hàng thôi. Nhưng mình nhập được giá quá tốt, săn được sale nên là cũng bán rẻ cho mọi người. 780 ship 40 nữa là 820.000 nha. 820.000. Rồi đây là mẫu giày cuối cùng mà Hùng muốn gửi đến mọi người ngày hôm nay. Và nếu mà mọi người vẫn chưa ưng mẫu giày nào trong số những mẫu giày này thì mọi người có thể
nhắn tin vào trang Facebook Support Hùng Badminton cho Hùng để Hùng có thể gửi thêm mọi người những mẫu giày khác, bởi vì là bên Hùng còn rất nhiều các mẫu giày khác cũng rất là ngon. Mọi người có thể trương thì có thể nhắn tin cho Hùng để Hùng gửi mẫu cho mọi người lựa chọn nha. Tuy nhiên thì những mẫu khác thì có thể nó sẽ đắt hơn đấy. Những mẫu khác có thể là sẽ đắt hơn. Có nhiều mẫu Hùng chưa thể giới thiệu cho mọi người trong video này, thì mọi người có thể nhắn tin trực tiếp để Hùng gửi tất cả những mẫu theo yêu cầu của mọi người để mọi người lựa chọn nhá. Cảm ơn rất nhiều, xin chào, hẹn gặp lại tại video tiếp theo của Hùng. Bye bye mọi người.